Hello, chào tất cả mọi người, chào cô chú anh chị, bạn đã quay lại kênh Sơn Mai Vlog nha. Người hiện tại giờ Tú đang ở trong một cái khu vườn, mà ở đây có một căn nhà hoa rất là to. Người thấy không này, toàn là cây, cây này là cây sâm bô chê mọi người, sâm bô á. Ở xung quanh đây toàn là vườn người ha, và sau lưng mình có cái nhà rất là bự luôn, người thấy không? Rất là to luôn. Còn phía trước mặt mình là một cái mặt lộ, cái đường này là thuộc về, nó dẫn ra chỗ ngã tư Long Tăng, Tăng Long, Long Tăng vậy. Thì đây là thuộc về là Bình Dương hay gì, mình không gần đây đúng không mọi người? Thì chung khá là xa. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong khám phá xem căn nhà này có gì đặc biệt không mọi người. Nè, nhà này rất là rộng nha, mà xuống đây là giường không à, nhìn rất là, nói chung là về đêm chắc có lẽ là rất là rùng rợn. Nhưng mà bây giờ mình đi khám phá ban ngày đi, rồi quay lại đêm được hay không thì tính sau nha. Thế mình thấy à, xung quanh đây toàn là giường. Mình như mình thấy phía sau nhà là còn cái nhà nhỏ nữa mà không biết nhà gì. Ở đây có cái nhãn là lâm cho mọi người, nói chung là một cái nhà, một cái giường của người ta. Phía bên đây có cái điều nè. Quá nắng. Ở nhà này không còn nắp nữa mọi người. Cái nhà lúc trước là nhà ngói mà dở, khi mà họ dở ra hết nắp bọng gì, họ ba cái gạch mà ba cái ngói là rớt đây hết trơn. Căn nhà tính ra cũng nằm mặt đường hết chứ. Trời ơi, biết sao lại có cái gì nữa mọi người. Ở đây không ra đường sau à, nó phải dầm ra trước ra đằng sau mà. Trời, đó là mặt đường ha. Mà hết hồn, cái cửa mở ra cái sập tường luôn. Vô cái nhà nguy hiểm quá. Ở đây có cái giếng gì ta, có cái giếng người đắp miệng nha mọi người. Mở ra được, hỏi sao mở, có gì này không. Ôi ôi, sâu quá, sâu rồi, những cái giếng sâu quá mọi người. Ây da, cái giếng nhìn rùng rợn quá.
ghê trời. Người thấy gì chứ không? Cái này giống như người ta lấy đào giếng kiếm nước nhưng mà không có nước mọi người, không có chân nước. Bên này có cái hố, cái hồ, cái thùng, cái gì cũng tròn tròn đó nè. Cái giếng đó mình sẽ lấy cái miếng đắp lại mọi người, không để gì đâu, để gì đâu khi người ta không biết ta đi lọt chứ chết queo luôn á. Miếng đây coi, giếng chắc khoảng 5 mét dưới á. Ok, mình sẽ đi ra sao. Ở đây sau này cũng là căn nhà nữa nè. Đây là toilet. Quái nhìn thấy có mộ như vậy. Nghe cái nền mộ người thấy không? Mà ở trong nhà không lấy sao xây mộ trong nhà. Cái sao là giường không à? Con này cái gì không biết nè. Nói chung cái nhà nhìn cũng khá là ghê. Mà mình sợ như cái giếng. Cái giếng đó mới trước có vấn đề gì hay không mà nhà ta bỏ hoang luôn. Cái giếng nó giống như là mình, cái giếng nó giống như là đang đào lỗi dở mọi người. Ôi cái này 5 mét thì chục mét ở dưới đó mọi người ơi. Sao dù vợ dưới. Nhìn ớn thiệt. Mà biết cái dưới này không có cái gì thì không biết. Ok. Giờ mình sẽ đắp giếng lại. Đây mình tắt máy, mình đắp giếng này mọi người. Ok, giếng mình đã đắp rồi mọi người. Trời nắng quá. Hốc quá hốc mọi người. Ok, cái nhà này á, có thu gì? Cái nhà này á mọi người. Ở phía sau còn cái nhà nữa. Ở phía sau đó hình như là có cái một cái khung giống như là cái nền mộ mọi người. Mà không biết là cái gì. Ở phía trước nhà có con giếng cạn mà đậy nắp lại. Mà không biết là trước khi cái nhà bỏ hoang á thì
không biết có xảy ra cái chuyện gì trong cái giếng hay không. Mình thì mình sợ đôi khi những tai nạn này nọ họ có người mắc ở dưới cái giếng này á.